Hôm nay tại Hà Nội, gần 3.000 trường học trên địa bàn thành phố bắt đầu phun khử trùng nhằm phòng ngừa tình trạng dịch viêm phổi cấp chủng mới virus corona đang gia tăng tại Trung Quốc và trên thế giới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chỉ đạo tới các trường học trên địa bàn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona. Đặc biệt, tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.